một rùa. Xe đấy to mà chắc một chiếc hay sao chứ mấy. Dù vậy xe đấy phải chắc phải 500 là chưa chắc đầu rồi đấy. Mà xe to ghê, tưởng xe lâu là chớ bữa ông kêu chớ xe lâu. Xe lâu ông đẩy 3 chiếc hơn vậy đây vô liên tục. Đâu, bữa ông chớ xe lâu chắc gần 100 rồi có chắc. Ê. Sổ này bún đọt rồi này, kể vậy chưa. Đồ nó nuôi còn nát công rồi. Bữa đừng nói ông cậu mà ông bớt một chút mà. Nói thì vô mà nói vậy. Đâu mấy cái này muốn đọt ăn khỏe dữ không? Viên. Còn ngõ đá lên được á, lên ngõ đá. Anh giao lưu xem trái nha anh em. Anh đưa lên trên đó thì anh thả xuống đất em bỏ anh xe cho. Em mấy anh em ghé mua xem trái sỉ nha anh em. Vườn sam còn nhiều lắm anh em, trên 2000 cây á. Bán sỉ 100 cây nha anh em. Xem trái núi tự nhiên nha anh em, gốc to lắm. Giao lưu anh em mình lô sâm trái nha, sâm trái núi khu Bình Định nha anh em ha. Cây này thường chậu 2 năm rồi nha anh em, cắt tỉa hết rồi, đang đi đọt lại chuẩn bị để đi chi á. Lô này anh em mình bán sỉ nha anh em ha. Sỉ thì cứ giá là 75.000 một cây. Bán từ 100 cây trở lên nha anh em ha. Đây, sâm núi tự nhiên thì nó bay lát tự nhiên, nó không có dạng như là sâm, chứ không phải như là sâm sâm nuôi công nghiệp đâu nha anh em ha. Đó, đây này chị, nhìn gốc nó già nè, già khổ rồi ha, già khổ nó đi như thế này ha. Sâm trái tự nhiên thôi anh em. Mấy anh em đang vận chuyển. Sao không đi chiều nó mát mát chứ? Chú dạ mừng sáng giờ anh gọi em lên. À. Gọi em gọi nó cho chứ. Nó lu bu nó. Ủa cái đây cái gì đà nhỉ? Ông nước đi. Đủ đi lái lên là chuẩn bị chắc nó cho trái. Mày nhờ mày phụ má anh nó tao chạy qua đó anh. Rồi. Ông tao về một tiếng rồi để tao chạy về. Ngồi chơi đi. Đồ hiến máu này. Bữa nào hiến máu gọi mà đi nữa. Tao nhà tao không nghĩ làm cái gì. Nậu mấy cái cây sâm hương với linh sam rồi. Mấy đống giấy tao đuối mất mà. Đây là tiện xe mình ghé luôn sao anh? Thế nhưng mà ý là xe nó tiện, nó đi đó chứ đâu. Nó chở hàng ra nó chạy vô chứ. Vậy đi một chuyến ra vậy luôn nè. Chịu khó chứ em quay cái video nó đủ 10 phút cái em đã phụ chứ. Họ không sao đâu. Coi cái nó lớn hơn nó hất cái này chứ đâu. Bầu rồi sao bầu em sang đất là hết rồi, nó khỏe rồi. Rễ khỏe rồi. Thế anh em đang vận chuyển đi nha anh em ha. Đang xuất lũy, xuất sỉ lô hết luống này, 100 cây. Xem trái nguyên bản. Trái này anh em. Trái ăn chua chua nha anh em ha.
Dù chưa chín cái chua. Đẹp không anh em? Cầm trái. Cầm trái núi Bình Định ạ. Cái già thằng hả? Lúa bên. Lúa đẹp. Nhỏ nhỏ này chứ mà duyên lắm anh em ha. Nó đi tự nhiên như nè. Xem trái tự nhiên nó đi tự nhiên mà nó đẹp. Lá khỏe đẹp ha. Cây này đi thế đổ nè anh em. Này mình bán theo luống, luống trăm cây nha anh em ha. Anh em nào thích mua thì mua. Yên bóc luôn. Nhà vườn mình ở bên Phù Mỹ Bình Định nha anh em ha. Số điện thoại mình là 0388141679. Zalo là 0909943262. Trời chứ em đỡ cho mấy chiếc. À giùm bưng mấy cái chậu đây. Ở đây coi anh quen cái đồ anh. Hả? Dùng cái rùa nó tới cái gì. Không có gì mình coi đây nó vô á. Rùa đây có một cái cho. Cái này là do anh, cái này là do anh xui á. Chứ ngày xưa là hai cái cấu là đút trong kia này là xe đưa vô tới trong này luôn á. Là vẽ này, khỏi phải đợi xe rùa. Ngày xưa mấy anh kia mua là xe chạy dọc bên đây luôn. À, xe vô luôn được luôn, rộng mà. Vô nó xác nó bưng nó bỏ vô nó xe. Vô mà giờ đem nó đem trồng mai về để hai chiếc xe kia sao vô. Hồi xưa chỗ đó là đút xe vô tới đó luôn. Mưa nhưng mà họ mưa lúng. Không, họ lót dán. Còn đưa xe vô lót dán mà. Về yeah, thân anh em. Dạ. Con anh? Ừ. Con già con Phước Thuận mà. Đây má anh em giao lưu ở bên ấy chứ còn hồi giờ, lần đầu tiên gặp, nay lần hai chứ. Nay là gặp lần thứ hai á. Xem trái tàn tự nhiên nha anh em, bầy lắc. Nay về anh em nâng đế lên đẹp lắm, chứ không phải như mấy dạng cây mà cây cái anh em mình lấy xem trái ở trên hàng công nghiệp bây giờ nó ươm cành ra chút mini nó bán cứ 30.000 gốc, 30.000 gốc anh em. Nhỏ lắm, về anh em nâng đế nó không đẹp đâu. Thả một cây lớn như luôn anh em. Sỉ thì 100, sỉ thì 100 cây. Còn nếu anh em mua lẻ thì cứ 225 cây, 225 cây, 300.000 cây. Đó, anh em mình thích thì cứ giao lưu inbox. Còn nhiều lắm anh em. Hồi xưa là trên 2.000 cây á, trên 2.000 cây nhưng mà anh em bán bớt rồi. Giờ chắc còn có 1.000 mấy á. Còn chắc 1.000, 1.300, 1.400, 1.500. Quá trời nha anh em. Xem trái hết, hoàn toàn là xem trái nha anh em. Nắng quá, mình đây anh em thấy nó cái tàn nó bay tự nhiên chưa? Bay tự nhiên chưa? Đó. Toàn bộ là xem trái tự nhiên nha. Hàng lấy rừng về chứ không phải hàng hàng mình ấy đâu. Đây là giao lưu một luống 100 cây này, mấy anh em bên Phù Cát ra lấy này. Cát ra lấy và đi nguyên chiếc xe tải. Mình chấp nhận phải đi xe tải thôi cả nha. Chứ hàng này nó có bầu ra, hàng bầu mà bầu cuộc sống mà đất mà mình trồng là mình trộn với các xe, các sàn lớn á, trộn với chấu, xi than, sơ dừa. Nên là cái đất trồng này rất là tốt, này chắc này, rất là kỹ. Coi mình bán này mình thuần chậu rất là đẹp nha cả nha. Chứ không phải là hàng tào lao đâu. Còn trên kia nữa nha nha. Hàng trên kia thì nó đang đi đọt đẹp hơn, góc to hơn. Hàng dưới này thì góc nó nhỏ hơn cả nha. Để mình lên mình quay lại cái hàng trên kia cho anh em mình xem. To hơn, tàn cao hơn. Anh em nhìn cái lá nó đẹp không? Đó, rất là đẹp nha. Một cái đế nó nổi lên. Toàn bộ đều là hàng đế vàng nổi hết đó. Rất là đẹp nha cả nhà. Thôi, chắc toàn kết thúc video nha cả nhà ha.
Thì cả nhà nào mà mua mua thì inbox lại toàn nha. Coi đẹp to duyên. Tùy cái thì anh chị em mình muốn mua hàng lựa là hàng lựa, muốn mua hàng hàng sỉ thì inbox to. Lá đẹp nha cả nhà ha. Ok, xin chào cả nhà mình nha.